Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Giờ vàng kinh tế của Truyền hình Thông tấn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tại Bình Dương, hai tập đoàn quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm là Puratos và Renlay Holding đã ký kết thỏa thuận liên doanh tại Việt Nam. Liên doanh mới với tên gọi Puratos Renlay Việt Nam sẽ đầu tư 10 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới vào ba ngành bánh nướng, bánh ngọt và sô cô la. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng công suất sản xuất của cả hai tập đoàn, xây dựng trung tâm hậu cần tại tỉnh Bình Dương nhằm cải tiến hoạt động phân phối và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, liên doanh cũng sẽ đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Sự hợp tác này còn giúp các tập đoàn nhanh chóng đạt được các kế hoạch dài hạn của mình, đưa dự án sản xuất khép kín đi từ hạt cacao được trồng ngay tại Việt Nam đến những thỏi sô-cô-la thơm ngon bằng việc biến trạm thu mua lên men hạt cacao hiện thời của Renlay tại Bến Tre thành một nhà máy quy mô công nghiệp. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, tập đoàn Vingroup đã khai trương trung tâm thương mại Vincom Center A thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp mua sắm giải trí và ẩm thực sang trọng, đẳng cấp bậc nhất Việt Nam với bốn mặt tiền các tuyến đường trung tâm quận 1 như Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Vincom Center A là trung tâm thương mại thứ 5 do tập đoàn Vingroup đầu tư và quản lý. Khởi công vào đầu năm 2011, tổ hợp Vincom Center A thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 6 tầng ngầm và 9 tầng nổi với tổng diện tích mặt sàn lên đến 91.000 m², bao gồm trung tâm thương mại có diện tích hơn 38.000 m², được bố trí 3 tầng ngầm và 4 tầng nổi. Khách sạn Vinpearl Luxury thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chuẩn trên 5 sao với gần 300 phòng đặc biệt sang trọng. Chỉ sau 19 tháng thi công, Vincom Center A đã hoàn thành và đưa vào hoạt động phần trung tâm thương mại với sự góp mặt của gần 200 thương hiệu đẳng cấp trong nước và quốc tế. Việc khai trương Vincom Center A thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên sự liên kết đặc biệt, hình thành một quần thể mua sắm giải trí độc đáo, mang tầm vóc quốc tế. Tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức trao tặng 2 xe ô tô cứu thương chất lượng cao kèm theo các thiết bị y tế cấp cứu hiện đại cho Bệnh viện Lão Khoa và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Hoạt động này nhằm góp phần chia sẻ khó khăn về trang thiết bị cho các bệnh viện để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đến nay, Vietinbank đã tài trợ trên 2.500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương trên cả nước và dự kiến thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục tài trợ cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 1, hệ thống laser điều trị tai mũi họng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10, Trung tâm Thương mại Picomon tại địa chỉ 226 Tây Sơn, Hà Nội đã chính thức đổi tên thương hiệu thành Trung tâm Thương mại Midwest Tower. Picomon đã đi vào hoạt động được hơn một năm nay và hiện đang dần khẳng định được vị thế là một khu kinh doanh thương mại dịch vụ lớn hiện đại tại Hà Nội. Để thể hiện ý nghĩa là một khu mua sắm và vui chơi giải trí không thể thiếu, tổ hợp Midwest Tower gồm một tòa tháp văn phòng hạng A, hai tòa tháp căn hộ cao cấp và khu liên hợp thể thao. Nhân dịp này, Trung tâm Thương mại Midwest Tower đã tổ chức đêm nhạc hội ấn tượng mang tên Midwest Tower không ngừng chuyển động với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Mỹ Lệ, Mỹ Dung. Nhằm phục vụ đối tượng là các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, tập đoàn BKMET IDC Bình Dương đã ra mắt công ty BKMET Technology Innovation Center, gọi tắt là TIC. Với diện tích hơn 2.000 m², nằm trong khuôn viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông, có khả năng cung cấp không gian làm việc thoải mái cho từ 20 đến 25 công ty khởi nghiệp. TIC sẽ là một công viên công nghệ tập trung nhằm thu hút và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, bên cạnh việc cung cấp vốn ban đầu để khởi động và phát triển ý tưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ các chi phí đắt đỏ như không gian văn phòng, hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, kế toán pháp lý. Các công ty khởi nghiệp sẽ được sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương, một trong những khu vực năng động nhất của Việt Nam, với khả năng thu hút hàng trăm công ty FDI để đầu tư mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, TIC sẽ tập trung hỗ trợ các ứng dụng công nghệ và việc phát triển các sản phẩm trí tuệ hoặc các sản phẩm thương mại điện tử giúp tạo giá trị khác biệt trong đời sống kinh doanh. Tại Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Trong năm học này, dự kiến Đại học Nguyễn Trãi sẽ chào đón 500 tân sinh viên khóa 5, dựa trên nền tảng hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học của công ty Ladeco, chủ đầu tư của Đại học Nguyễn Trãi. Trường đã và đang cộng tác với 150 trường đại học hàng đầu tại 20 quốc gia như Mỹ, Úc, Anh, Đức,
Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ đào tạo theo mô hình du học tại chỗ. Năm 2012-2013, trường Đạo Nguyễn Trãi đã bắt đầu có chiến lược mới, tức là chiến lược 2020 và tầm nhìn 2050. Chiến lược đó là phấn đấu nhanh để có cái đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn quốc tế theo như mong ước của nhiều phụ huynh học sinh gửi gắm. Có nghĩa các em có thể học nhanh, có thể học chậm, có thể học một lúc để lấy hai bằng, bằng kép. Với phương thức đào tạo theo tín chỉ, nhiều sinh viên đã đến và năm nay đã có trên 500 sinh viên đăng ký đến. Đấy là một thành công của một trong những trường đại học tư thục hiện nay. Tháng 9 vừa qua, 56 tân cử nhân khóa đầu tiên của trường đã tốt nghiệp với kết quả cao. Phần lớn các em ra trường đã có việc làm và thu nhập ở mức khá. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam KDV là doanh nghiệp nhà nước về sản xuất kinh doanh đầu tiên được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9002-1994 và chuyển đổi sang ISO 9001-2008 vào năm 2011. Sản phẩm dây cáp điện của KDV đã phục vụ xây dựng nhiều dự án lớn như là đường dây 550 kV, 220 kV và được người tiêu dùng cả nước tin tưởng. Phần thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì vừa được nhà nước trao tặng, một lần nữa khẳng định nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên KDV trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay KDV là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện, phục vụ rộng rãi cho các ngành kinh tế quốc dân, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. KDV có 3 xí nghiệp sản xuất ở miền Nam, 2 chi nhánh tiêu thụ sản phẩm ở miền Bắc và miền Trung, 7 phòng nghiệp vụ, khoảng 200 đại lý cấp 1 và 2.000 đại lý cấp 2, tiêu thụ sản phẩm trên cả nước. Trong thời kỳ đổi mới, KDV đã đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị tiên tiến của châu Âu, châu Mỹ. Từ đó đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. KDV luôn luôn đồng hành với cái sự phát triển của ngành điện, đã tạo ra cung cấp và đảm bảo được cái chương trình an ninh năng lượng, đã từng cung cấp những cái công trình như điện khí hóa nông thôn, các đường dây truyền tải điện 110, 220, 500 kV, đặc biệt là một trong những nhà cung cấp chính cho cái đường dây 500 kV mạch 2. Ngoài ra thì công ty cũng là một trong những vị đầu tiên và hiện nay là duy nhất của Việt Nam xuất khẩu được vào thị trường Mỹ. Với tiêu chí kỹ thuật dẫn điện tốt, cách điện an toàn, tiết kiệm điện, sản phẩm dây cáp điện của KDV luôn đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. KDV là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9000 và luôn cập nhật các phiên bản mới. Về chất lượng của sản phẩm KDV qua một cái thời gian được làm nhà phân phối, chúng tôi thấy là ngày càng được cải thiện hơn và ngày càng được đổi mới, và chất lượng sản phẩm thì về chất liệu cũng như là về cái phương thức bán hàng rồi vận chuyển phục vụ khách hàng thì chúng tôi thấy là tất cả thì ngày càng tốt hơn. Trong 5 năm gần đây, KDV đã cung cấp hơn 1 triệu km dây cáp điện phục vụ các công trình dân dụng từ Bắc chí Nam. Ngoài các sản phẩm truyền thống, công ty còn sản xuất các sản phẩm có yêu cầu về kỹ thuật cao như cáp điện trung thế từ 1,8 kV đến 35 kV treo và chôn ngầm, các chịu nhiệt, chịu dầu, chống cháy, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn sử dụng thay thế các sản phẩm nhập ngoại. Bên cạnh việc khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước, KDV còn xuất khẩu sản phẩm dây cáp điện sang thị trường Mỹ và các thị trường trong khu vực như Campuchia, Lào, Myanmar. Ngay từ những năm 2000, KDV đã xây dựng cái chiến lược phát triển 10 năm, từ 2000 đến 2010. Và từ 2010 chúng tôi xây dựng một cái chiến lược phát triển 10 năm tiếp theo là đến 2020. Và cái định hướng cho đến năm 2020 là KDV sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Với những thành tựu đã đạt được, KDV được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều phần thưởng khác. Mới đây nhất, KDV đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì. Sự phát triển lớn mạnh của KDV một lần nữa khẳng định, nếu có chiến lược phát triển hợp lý, doanh nghiệp Việt Nam có thể tự tin vững bước đi lên trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Chương trình của chúng tôi hy vọng sẽ là một cầu nối thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất với thị trường và người tiêu dùng. Những con số vàng ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.